Ok, rồi chào các bạn. Rồi hôm nay trời mưa nên là chúng ta không đi học được. Rồi bây giờ anh sẽ chữa tiếp tục những cái câu dịch của câu hỏi về từ vựng ha. Câu hỏi về từ vựng rất là quan trọng, chúng ta phải dịch được, nhìn vào một câu phải hiểu được. Thì khi mà các bạn dịch được thì ok, cái vấn đề về TOEIC nó không có khó lắm đâu. Ok, và các bạn cứ làm và sau đó các bạn theo dõi cái phần chữa bài của anh, dịch bài của anh thì nó rất là dễ nhớ. Còn cái từ vựng nào mà các bạn cảm thấy là nó khó nhớ thì các bạn hãy liệt kê ra một cái cuốn vở, rồi ôn đi ôn lại và đặt ra một cái mục tiêu cụ thể vào từng ngày là các bạn phải học thuộc bao nhiêu từ vựng như vậy ha. Rồi bắt đầu anh chữa từ câu 31 này. Cái phần này đáp án đó là C rồi đó không? Cái phần này trên lớp anh đã giải rồi. C surplus là những cái phần dư đó, parts là những cái phần dư thì được giữ, được lưu trữ đó, stored là lưu trữ ở trong phòng kho, warehouse là phòng kho, có thể được bán lại, procured là bán lại tại cái mức giá đặc biệt. Cái mà có thể thảo luận được, thương thảo được, đàm phán được, negotiable, nó là tính từ của cái từ negotiation đó. Negotiation đó là sự đàm phán, thì cái này là tính từ của nó. Rồi, câu 32 này. Rồi. Bất kỳ những cái giao dịch, transaction là giao dịch, violations là vi phạm. Rồi, chắc chắn là vi phạm thì nó phải phải đi kèm với những cái giao dịch mà sai phạm, những cái giao dịch mà không đúng đó không? Nên là đáp án là improper. Bất kỳ những cái giao dịch sai phạm, giao dịch không đúng hoặc là những cái sai phạm violations về cái chính sách này thì phải được báo cáo, must be reported to, phải được báo cáo cho cái quản lý trực tiếp của bạn, immediate supervisor là cái quản lý trực tiếp của bạn đó. Câu 33. Rồi câu 33. Any discarded electronic device, device là thiết bị này, electronic là điện tử, chúng ta quen rồi đó không? Discarded đó là bị bỏ đi. Có thể được tái chế lại, recycled là tái chế lại, ít nguy hiểm hơn, ít độc hại hơn, harmfully là độc hại đó. Sử dụng cái technique, đó là cái công nghệ hiệu quả mà được developed by researchers, mà được phát triển bởi những cái nhà nghiên cứu ha. Rồi anh dịch lại nè. Những cái thiết bị điện tử mà bị bỏ đi rồi á, có thể tái chế lại để mà nó ít 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 nguy hại hơn, sử dụng cái công nghệ hiệu quả được phát triển bởi những nhà nghiên cứu ha. Rồi câu 34 này. According to many reports, anh nhắc lại cái giới từ according to thì nó có nghĩa là theo, theo như cái gì đó, và đằng sau cái từ according to này nó cộng với một cụm danh từ nha. Sau theo nhiều cái báo cáo, many reports, nhiều báo cáo, thì cái lợi ích, benefits, cái lợi ích của tiếng cười, laughter là tiếng cười, nó là range from to, chúng ta có cụm từ range from to, nó đi kèm với nhau đó, là phạm vi từ đâu đó đến đâu đó, nhưng mà chúng ta hiểu nó như vậy thôi, chứ đừng có dịch vô thì nó bị rối từ lắm. Hiểu là nó có phạm vi từ đâu đến đó, từ đâu đó đến đâu đó. Vậy thì nó phạm vi từ đâu đến đâu đây? Thứ nhất đó là nó lowering stress levels. Cái thứ hai nó là boosting your immune system. Lowering, lower đó là hạ thấp xuống đó. Stress levels đó là mức độ căng thẳng. Stress là căng thẳng đó không? Tức là nó hạ thấp cái mức độ căng thẳng, mức độ stress của các bạn đó. Boosting your immune system. Immune system đó là hệ thống miễn dịch ha, cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Theo như nhiều cái báo cáo thì lợi ích của tiếng cười là nó giúp cho chúng ta giảm được cái mức stress, mức độ căng thẳng, đến là làm tăng cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Rồi câu 35. As most of the conference sessions are already fully booked. Cái từ already có nghĩa là đã rồi ha. Bởi vì as bằng nghĩa với, trong trường hợp này cái từ as nó bằng nghĩa với từ because, bởi vì hầu hết những cái phiên hội nghị thì nó đã được đặt hết rồi, booked là đặt chỗ kín hết rồi, nên là người mọi người được khuyến khích là hãy tìm những cái cách thay thế từ những cái seminar khác, những cái chương trình hội nghị khác, tức là cái chương trình hội nghị này thì đã được đặt chỗ hết rồi, không còn chỗ nào để đặt nữa, nên là các bạn được khuyên là hãy tham gia những cái hội nghị khác đó. Alternatives, cái từ này anh nhắc lại cho các bạn rồi, nhắc lên lớp cho các bạn rồi, đó là mặc dù nó đuôi IVE nhưng nó là danh từ chứ không phải tính từ ha. Nó vừa là tính từ vừa là danh từ, nhưng mà đa số trong đề thi TOEIC thì nó thường là danh từ thôi. Alternatives đó là những cái phương án thay thế, những cái cách thức thay thế ha. Rồi, the proposed compensation plan, những cái kế hoạch đền bù được đề xuất, proposed được đề xuất ha. Đa số cái từ proposed là cái kế hoạch nào đó thì người ta đề xuất chứ không phải là bản thân nó được đề xuất, nên là nó mang nghĩa bị động. Thì nó là have been
reviewed, đã được xem xét và nó sẽ được chỉnh sửa, amended, đó là chỉnh sửa để mà comply with new rules. Comply with đó là phù hợp với ha. Chúng ta có cụm từ comply with là phù hợp với, new rules là những cái quy định mới. We are sorry to tell you that your name will be removed from our mailing list. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cụm từ be sorry to đó lấy làm tiếc để thông báo với bạn rằng tên của bạn sẽ bị gạch bỏ khỏi cái danh sách bởi vì chúng tôi chưa nhận được cái thanh toán của bạn. Have not yet là chưa, receive là nhận được, payment là thanh toán. Bởi vì chúng tôi chưa nhận được thanh toán của bạn nên là tên của bạn phải bị gạch bỏ ha. Rồi câu 38. Even if là thậm chí nếu, education, giáo dục, theoretically đó là về mặt lý thuyết đó, là nó free of charge, là nó miễn phí. Thậm chí nếu giáo dục về mặt lý thuyết là nó miễn phí thì ba mẹ still have to pay, đáp án là still ha, still have to pay là cha mẹ vẫn phải trả tiền cho cái chi phí ngày càng càng cao. Cost là chi phí đó, increasingly hay là ngày càng cao. Về gì đây, là school clothing là đồng phục, books là sách vỡ, materials là tài liệu và transport cost đó là chi phí đi lại. Rồi câu 39. Chú ý cái từ enclosed, đây là cách viết phổ biến trong thư tín thương mại, mặc dù nó không phải là danh từ nhưng mà người ta đặt ở đầu câu luôn ha, làm chủ ngữ luôn. Được đính kèm là, cái từ enclosed là được đính kèm là, được đính kèm là một cái summary, một cái bản tóm tắt của những cái future plans, những cái kế hoạch trong tương lai cũng như là những cái current activities, những cái hoạt động hiện tại của công ty. Do đó read it carefully, do đó hãy đọc nó một cách cẩn thận, and leave your comment on it, và hãy để lại bình luận của bạn. Rồi câu 40 này, the renovated French restaurant, cái nhà hàng Pháp mà mới được sửa sang lại, mà nó gần, nó next to the post office, nó gần với cái bưu điện á, thì nó attracted, nó thu hút rất là nhiều những cái customers, là những cái du khách đó. As a result of, cái cụm từ as a result of là bằng với because of là bởi vì ha, bởi vì cái reasonably priced, đó là giá cả phải chăng, đúng không? Rồi various food selections, tức là có nhiều cái sự lựa chọn thức ăn. Tức là có nhiều, rất là nhiều món ăn để cho các bạn tự do lựa chọn được ạ. Rồi câu số 41, the launch of đó là cái sự cho ra mắt cái gì đó ha. The launch of là sự cho ra mắt. New software programs, cái chương trình phần mềm mới, has been under ở trong trường hợp này nó lại là chịu cái sự supervision, đó là chịu cái sự giám sát của cái ông Lopez này. Who's famous for, cái người mà nổi tiếng về cái sự dedication, đó là cái sự cống hiến của ông ta đối với công ty, ha, dedication là sự cống hiến. Sự ra mắt chương trình phần mềm mới chịu sự giám sát của ông Lopez, cái người mà rất là nổi tiếng về cái sự cống hiến của mình đối với công ty. Rồi câu 42 này, our policy, chính sách của chúng tôi, warranties that bảo đảm rằng any damage products, tất cả những cái sản phẩm hư hại incurred in transit, xảy ra trong cái quá trình vận chuyển thì will be replaced immediately with new ones. Replace là thay thế, đúng không? Immediately là ngay lập tức, sẽ được thay thế ngay lập tức bằng cái new ones, bằng cái mới. Or a full refund will be issued, hoặc là hoàn tiền, refund là hoàn tiền, sẽ được gửi cho các bạn. Tức là cái chính sách của công ty này nó bảo đảm rằng đó là sản phẩm mà trong quá trình vận chuyển mà nó bị hư hại thì người ta sẽ đổi cái mới ngay lập tức cho các bạn, hoặc là hoàn tiền lại cho các bạn. Câu 43, the board of directors, ban giám đốc, will hold a regular employment session. Rồi bữa anh nói rồi, hold là tổ chức đúng không? Hold là tổ chức, session. Chúng ta có những cái collocation, những cụm từ đó là gì đây? Hold a meeting, tổ chức một cái cuộc họp. Hold a session, tổ chức những cái phiên họp. Hold a seminar, tổ chức những cái chương trình hội nghị đó. Hold a workshop cũng vậy, tương tự luôn. Đó, thì ban giám đốc này nó sẽ tổ chức một cái phiên họp tuyển dụng thường xuyên vào thứ hai tuần tới, vào cái ngày 16 tháng 9 lúc 10 giờ ở trong cái phòng ban giám đốc, boardroom là phòng của ban giám đốc. Rồi 44 này, the chief executive officer, các bạn thấy này, CEO đó không, cái từ đầu tiên của những cái từ này đó là giám đốc điều hành ha. Cái cụm từ be obligated to đó là bị bắt buộc phải làm gì đó. To retain, cái từ retain này các bạn bắt buộc phải biết nha, retain là giữ lại đó. Giữ lại tất cả những cái thông tin, all the information of the, rồi những cái thông tin mà có bản chất gì, nhớ các bạn, thông tin thì có bản chất đó là nó bí mật, thông tin thì thông tin bí mật hoặc là thông tin nhạy cảm ha, có là đó những cái cụm từ, những cái cụm từ đi, cụm từ của nó ha. Vậy thì ở đây có cái từ confidential, đây cái từ này anh đã hướng dẫn các bạn trên lớp rồi này, đó là bí mật, đúng không? Nature, confidential nature đó là cái bản chất bí mật. In relation to là liên quan đến, negotiation đó là sự đàm phán, đó quen thuộc rồi.
Rồi, ok, rồi, chúng ta đến câu số 45. Các bạn chú ý giúp anh cái từ those who này này. Trên lớp anh có highlight cho các bạn rồi đó. Those who là những người mà. Those individuals who, ở đây người ta viết dài dòng hơn một chút xíu, người ta chèn cái từ individuals là cá thể thôi. Những cái cá thể, những cái người mà want to gain automatic access, những cái người, cái cụm từ access to something đó là truy cập vào cái gì đó, tiếp cận vào cái gì đó. Những cái cá thể nào mà muốn tiếp cận tự động với cái thông tin đó, thì are advised to, được khuyên là nhập password, nhập mật khẩu đó, enter the password that was sent to them by phone, cái mật khẩu mà đã được gửi cho họ bằng điện thoại rồi đó. Rồi câu 46 này. All employees should be informed. Tất cả nhân viên thì được thông báo về cái trách nhiệm của họ, responsibilities, in relation to. Rồi chúng ta lại gặp lại cái cụm từ in relation to, đó là liên quan đến, đúng không? Sensitive client information, thông tin khách hàng nhạy cảm đó. Thì anh nói rồi, thông tin thì có thông tin bí mật và thông tin nhạy cảm. Bí mật đó là confidential information, hoặc là thông tin nhạy cảm là sensitive information ha. Rồi câu 47 này. Since the coverage system has highly structured, cái cụm từ này anh cho các bạn rồi nha, highly structured. Tốt nhất những cái cụm từ các bạn nên học thuộc, highly structured là rất được cấu trúc. Bởi vì cái hệ thống của công ty nó được cấu trúc rất là tốt, rất được cấu trúc, có nghĩa là cấu trúc rất là tốt. Thì it could be nearly impossible, impossible là hầu như không thể, hầu như không thể. Impair là làm suy yếu, work efficiency đó là hiệu quả công việc. Bởi vì cái, rồi anh dịch nôm na cái câu này đó là bởi vì cái hệ thống của công ty này nó có một cái cấu trúc rất là tốt về cái lịch trình hàng ngày, daily schedule là lịch trình hàng ngày đó, nên nó hầu như là không thể làm suy giảm được cái hiệu quả làm việc của họ được. Rồi, ok, câu 48 này. Remarks là những cái lời bình luận, những cái lời nhận xét á, những cái lời bình luận của cái ông Connor này này. Những cái bình luận mà liên quan đến concerning, nó bằng với từ regarding trên lớp anh dạy rồi đó. Concerning bằng với regarding là liên quan đến. The results of là kết quả của last year's declining sales. Sales đó là doanh số bán hàng, declining là giảm. Tức là cái lời bình luận của cái ông này này mà liên quan đến cái việc doanh số bán hàng giảm trong năm vừa rồi á, thì nó concise, tức là nó ngắn gọn, and to the point, và nó đi đúng trọng tâm. Nó ngắn gọn và nó đi đúng trọng tâm. Rồi có 49 này. Even though là mặc dù rồi, đúng không? Mặc dù cái tập đoàn này, cứ thấy chữ INC rồi chấm phát là tập đoàn, là công ty nha. Mặc dù cái tập đoàn Peterson Group này này là một trong những cái công ty sản xuất ô tô lớn nhất, automobile đó là về ô tô ha, manufacturing đó là sản xuất, và companies là công ty này, cụm danh từ thì cứ dịch ngược. It has yet to, chưa ha, has hoặc là have, yet to là chưa, see any profits, nó vẫn chưa cho thấy được bất kỳ những cái lợi nhuận nào. As a result, lại gặp rồi đó không đó, chúng ta làm bài rồi chúng ta ghi chú lại vừa vở xong, cái tự nhiên là làm nhiều bài cái từ vựng nó lặp đi lặp lại à. Chúng ta nhớ ngay tức là do, as a result là do cái gì đấy. Unfavorable market conditions, điều kiện thị trường nó không được thuận lợi lắm. Đó, điều kiện thì gồm có điều kiện thuận lợi và điều kiện không thuận lợi, đúng không? Condition là điều kiện này. Điều kiện thì là favorable condition là điều kiện thuận lợi, và unfavorable condition là điều kiện không thuận lợi. Rồi, cái câu 50 này. This list, list, list là danh sách, comprise là bao gồm. Cái danh sách này thì nó bao gồm thousand of là hàng ngàn những cái gì này. Bữa anh nói rồi, magazine thì nó sẽ đi với cái từ, với những cái từ đó là subscriber, subscription, issue đó không, tạp chí thì nó liên quan đến ấn bản, nó liên quan đến người đăng ký, liên quan đến cái việc đăng ký đó. Đó thì nó cái tập cái danh sách này này nó bao gồm hàng ngàn những cái người đăng ký cho cái các tạp chí khác nhau, bao gồm including bao gồm là máy tính này, ô tô này, dệt may, vải vóc gì đó và điện tử. Đó, including này là cái động từ rút gọn. Thông thường thì cái động từ including này nó mang nghĩa là bao gồm cái gì đó, và khi mà nó là động từ phụ thì nó được rút gọn, thì thường là nó rút gọn thể chủ động thôi ha. Rồi câu 51 này, we are proud to là chúng tôi rất lấy làm tự hào, lấy là rất lấy làm vui đó. Chúng tôi rất là vui khi mà thông báo rằng, announce that là thông báo rằng cái người là tên là Dax Shepard này này, has been appointed as our new managing director. Ở đằng sau nó là một cái chức vụ, managing director, đó giám đốc quản lý, thì appoint là trao phó, chỉ định, bổ nhiệm. Cái người này được bổ nhiệm làm chức vụ này này,
người kia được bổ nhiệm làm chức vụ kia. Đó, đó là thì người ta sẽ dùng cái từ appoint hoặc là assign ha. Rồi, câu 50, 51 rồi, bây giờ câu câu 52 này. À quên, câu 51 nó chưa gì xong hả? À, chúng tôi rất là vui thông báo rằng Doug Sebas đã được chỉ định làm giám đốc quản lý mới của chúng ta để mà theo dõi giám sát, oversee là theo dõi giám sát đó, cái sự mở rộng công ty ở Europe, ở châu Âu, Europe. Câu 52 này. We are opening, chúng tôi đang mở hay là khai trương một cái fully renovated condominium. Condominium nó gần gần như cái từ đó là apartment, là căn hộ đó các bạn. Fully renovated đó là sửa sang hoàn toàn, renovated là sửa sang, sửa mới, fully là hoàn toàn ha. Chúng tôi khai trương, chúng tôi chuẩn bị khai. Rồi, ok các bạn chờ em một chút xíu ha.